Chào các bạn đến với xưởng lo Thanh Cao. Thì tiếp tục chương trình hôm nay mình đi giao lo ở Hậu Giang nha các bạn. Thì đây là một khách hàng VIP đặt cái lo cao cấp nhất của dòng bên mình, sử dụng linh kiện cao cấp hết ha, để khách hát cho hay. Thì khách cũng tham khảo rất là nhiều chỗ nhưng mà khách hơi chốt lại chỗ mình. Thì trao đổi với khách thì bữa nay thì mình hẹn ngày khách để đi giao cái lo đây. Hôm nay mình đi xe bán tải nha các bạn. Rồi sát chưa, đẩy đắp lại. Rồi, đấy. Có cắn gì á? Đâu con nó có chèo lại không? Sửa lại chỉnh lại. Đẩy bên đây vô trước đi. Đó. Đó, còn trên cột lại. Quá bự rồi. Cái lo này bự bằng chiếc xe bán tải các bạn. Xe bán tải mới chở được lo này chứ không phải xe bán tải là không đi được cho lo này đâu. Mình đã chạy được tới cầu Cần Thơ rồi nha các bạn. Nãy giờ đi cũng 2 tiếng đồng hồ mới tới được cầu Cần Thơ. Thì cầu Cần Thơ này xuống nhà khách khoảng 1 tiếng rưỡi nữa nha. Thì từ nhà mình đi lại khách để giao cái lo ở Long Mỹ, Hậu Giang thì nó khoảng 150 cây số, thì chạy khoảng 3 tiếng. Thì các bạn nào có nhu cầu về mua lo hay nâng cấp lo, sửa lo thì cứ gọi cho mình hai số điện thoại mình để trên màn hình ha. Mình sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn tận nhà, dù xa dù gần những phải làm tận nhà cho các anh chị hết. Các anh chị cứ an tâm về sản phẩm và chế độ dịch vụ của mình. Hôm nay lúc này là trời mưa trời bão quá trời luôn, thì bà con cũng ở không có làm gì, ở nhà thì cũng mua lo về hát, mua lo về giải trí cho vui ha. Chứ mà bây giờ đi karaoke ngoài rồi em út này kia nó vợ nó nhăn nó la lắm, thôi giờ mình chơi lành mạnh đi, mình mua lo của Thanh Cao về mình hát đi. Mình có hỗ trợ cho các anh chị mua lo trả góp nha, mua lo tất cả lo đều mình bán trả góp hết, có tiền thì trả trước, không tiền thì mua trước trả sau. Trời bão luôn rồi các bạn ơi, hôm nay Thanh Cao đi giao lo bão luôn rồi. Nay mà gặp chủ nhà mà làm con gà hay là có dĩa mồi đồ làm một xị rượu chắc ấm lắm ta. Mà tình hình nay là chắc không có nhậu rồi, nếu mà có nhậu là khách hàng báo trước rồi. Hậu Giang nay mưa tầm tã rồi. Thì hôm nay mình có mấy cái đi đặt lờ các bạn, mình quay lên cho các anh chị xem mình đi đặt lờ ở chỗ mình cá dữ lắm. Lờ là ngày mai sáng mai mình thăm ha, sáng mai đi thăm lờ quay cho các anh chị xem. Lờ mưa này là cá vô dữ lắm. Quá trời quá đất mưa rồi, mưa ngập đường ngập xá hết luôn rồi. Mình sẽ đi thẳng về cái hướng thành phố Vị Thanh ha. Giờ thì vào tan học sinh mà mấy em học sinh bị mưa ướt rồi. Đây là mình tới cái dòng xây lớn rồi nha các bạn. Ở đây chỗ nào mình quên mất tiêu rồi, cái dòng xây thị xã Long Mỹ. Thị xã Long Mỹ của Hậu Giang. Dòng xây lớn. Đấy, cái khu này là mình mới giao xong mấy cái mình mới về đây hôm nay giao nữa. Thì thường là vậy đó, chỗ nào mình bán được là bán rất là nhiều ha. Chỗ nào mình bán lo được là bán rất là nhiều ở khu đó. Thì bà con người ta thấy tin tưởng đó, là mình đã giao tới nơi đây thì bà con người ta rất tự tin ủng hộ sản phẩm bên của mình. Đây là tới thị xã Long Mỹ rồi nha các bạn. Rồi xong tới chỗ rồi các bạn. Lính mình nó chạy tới đây xong cái nó đói bụng quá cái nó ấy luôn rồi. Đói bụng quá cái nó đi ăn mì tôm luôn rồi. Nó đi ăn đâu vòng vòng đây rồi. Để nó về xong cái mình khiêng cái lò bỏ xuống ha. Đây đường cũng lớn, khách mình ở ngay mặt tiền lộ lớn luôn đây. Lúc này mưa gió quá, đi về đường mấy cái quán rồi không có quán luôn các bạn. Đó bây giờ là phải chơi ăn mì ly thôi,
nên chủ nhà là nay đãi mì ly đó nghe, đó, ngon lành luôn, muốn tô mì nè là hết ý luôn. Đây mì ly ăn vô chú ca mới nổi chứ, nãy uống cà phê xỉn rồi. Đây sẵn coi coi mày gì, lẩu thái tôm modern. Ăn mì tôm luôn các bạn. Giờ đi rồi, nãy giờ sáng giờ mưa bão quá trời luôn, giờ đói bụng rung ruột luôn rồi. Giờ phải ăn vô cái giọng nổi chứ không ăn rồi chủ nhà là quốc trận bữa nay là xỉn luôn. Rồi khiên xuống nha anh em, lấy cái laptop ra. Khiên xuống này là mình khiên phụ chứ không thể nào mà khiên nổi cái lo này nha. Lo này là hàng khủng nhất đó nha, từ trước tới giờ là mình ráp cái lo khủng nhất. Để tôi xuống tôi khiên phụ. Rồi đẩy vô anh em ơi. Khủng long tới rồi, khủng long tới rồi. Về Hậu Giang là có lo khủng long của Thanh Cao nha. Một siêu phẩm. Đó, rất là dữ, sử dụng toàn là công nghệ cao cấp hết. Rồi khui ra, khui thùng ra, xích qua đó đi để khui ra đi. Rồi chút mình sẽ để đẳng đứng đây mình hát cho rung ngực chơi. Tôn này là đánh tàn 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 cái tôn luôn á. Ồ, quá đẹp. Quá đẹp. Nè, quốc cho anh 4 thớt luôn nè. Để lấy cái cặp Miro Mỹ vô đổi chổng luôn đây. Đổi cho cặp Miro Mỹ luôn. Đổi cặp Miro Mỹ cho anh ấy. Hát cho nó nhẹ ca. Thì nay mai nào mà anh chị đang xài Miro Sure á, thì muốn nâng cấp Miro của Mỹ thì liên hệ với mình nha. Mình thu lại Miro Sure cho. Mình sẽ đổi cặp Miro Mỹ cho các anh chị xài cho nó hay. Cặp Miro đó là mới 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 lấy về lần đầu á, đem xuống thay cho anh luôn á. Chứ hôm nay bán người ta là Miro Sure này không à, tại vì hôm nay bán có 29 triệu à, cái này tới 32 triệu lận. Thấy không ông anh giữ không? Quốc là hỏi là Thanh Cao là cái nào mà giữ nhất là để cho ông anh xài, mà xuống đây ông nhỏ tuổi hơn mình. Đó, ổng chơi cái lo là 32 triệu nha các bạn. Nay giờ cũng quốc luôn đăng tiếng rồi, thôi mình thấy chỗ tình nghĩa, tình cảm rồi tin tưởng Thanh Cao quá là đổi cho cặp Miro Bosa xài cho nó đã cái coi. Nhẹ hát. Anh chị nào mà xài đang xài Miro Sure mà muốn đổi Bosa hàng thương hiệu của Mỹ hát cho nó hay nó nhẹ thì gọi mình đổi cho nha. Đây. Hay lắm. Tiếng nó nhẹ ca mà nó bay nó sáng. Này mới về sáng bởi qua không ngắn được, mới sáng lấy đem xuống đây đặng thay qua cho anh luôn. Của anh ta là có bằng số không à, không có năng tiếng, gắn cho anh cái năng tiếng này hát cho nó mạnh. Cả nhà lại bu lại cái siêu phẩm lo kéo 3 W, công sức là đánh rung nhà. Nhờ ăn gói mì tôm vô mà cái nói chuyện khỏe re liền ha. Hồi nãy giờ đói bụng quá đi nó cắn chiếc xe á, cắn xe đi trời mưa cái về đường quán không có bán ăn, cái nói chuyện không có hơi, làm vô gói mì tôm vô cái nói chuyện có hơi liền. Bà chị bà khoái bà cười ha. Chút nữa các bạn sẽ nghe được tiếng hát của các anh chị ở Hậu Giang nha. Hậu Giang hát ca cổ, hát nhạc hay là chai mặn đều dùng được hết. Ở đây hát cổ và hát nhạc. Vậy là gọi là chai mặn đều dùng được hết. Đó, cái cặp Miro này là hát dữ lắm nha các bạn. Tiếng nó sáng. Nó sáng thì nó đỡ hú ha. Sáng thì nó không có hú. Còn cái Miro mà tiếng nó đục là mình chỉnh là nó sẽ bị hú. Này là rồ 700 nha các bạn.
Này là cái bộ Giro này nó mới ra nữa các bạn, của hãng Bosa, do tiếng ca ra rất là hay, rất là sáng ha. Nó xài không dây, kết nối điện thoại, kết nối Bluetooth, TV rồi không dây hết. TV thông minh không? Sẽ PT gắn được. Ông anh chuẩn bị đồ nghề sẵn luôn trời, không có cái đồ nghề để chỗ chân để hát luôn. Này mua hai nhà tự chế nhà hàng hả? Giỏi vậy trời. Ồ, tới luôn, tới luôn, tới luôn, tới công chuyện luôn. Để trả tiền cho. Thôi, đây 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 hả? Không ai vô bia hả? Giờ tới chiều bán còn bao nhiêu thùng nữa? Hên xui hả? Rồi có bia rồi nghe các bạn. Đó, đi chỗ nào cũng có tình thương mến thương đó đang. Đó, nay về Hậu Giang mua bia của Sài Gòn luôn đó. Chứ nay không có uống bia Hậu Giang. Ủa, Hậu Giang có nhà máy sản xuất bia không ta? Không có hả? Có sản xuất ra gạo mà không có sản xuất bia ha. Có sản xuất ra rượu à. Cục nguồn lấy chưa? Hả? Cái cục nguồn nó là cục nguồn nào? Cục đây, nguồn nguồn của show á, tại không. game vô là nó không có đủ ba lỗ đây. Rồi. Xong rồi nghe các bạn. Mình lấy cái laptop mình set up cái bàn này nữa là ok đó. Cái này nó gắn pin vô chưa? Chưa gắn pin hả? Rồi, anh em chiến hữu lại đầy đủ hết rồi nghe các bạn. Nay là có cái món ruột luôn, thịt gà kho sả. Món này là nhậu là bao sai luôn. Đang quay phim. Quá trời khán giả bữa nay là quá trời đông rồi. Bao sai luôn. Dạ. 1 2 3 tôm nó nhảy không trời? Nhảy không? Quá trời tôm luôn. Tôm sông của Hậu Giang luôn nha. Tôm sông Hậu Giang luôn. Rồi có rồi bà chị bả chợ cấp là trái cây luôn, lai xét luôn. Phải là nãy giờ mà khiêng lo xuống mà đông đủ vậy, khiêng gió nhẹ ha. Hai thầy trò khiêng thấy bà luôn. Cái lo còn 80 kg. Long An 62. Chào 95. Ủa sao 94 ta, 95 mới đúng chứ. Đó ông này có số 94 nữa nè. À, 69 với Cà Mau. Bạc Liêu. Rồi mấy ông anh đẹp trai là chuẩn bị mồi nhậu ra đâu, đâu khu bia coi. Đâu? Bóc, ô giữ ta. Cú cái bọc bọc liền ha. Đâu? Ô giữ ta. Ô này là chuyên nghiệp rồi đó. Này uống chắc cả trăm sọt rồi quá. Mười mấy năm rồi mới xui được vậy á. Rồi được rồi, đủ rồi. Rồi vô anh em ơi. Vô. Vô. 1 2 3 vô. Sớm tụ quá ha. À. Dạ ông nghĩ đồng vòng ông ép mình vừa thử luôn nha anh em. Vô đi em ơi, chúc mừng ông anh được tậu một cái lo rất là khủng để về nhà phục vụ cho mấy anh em văn nghệ ở sớm.
Điềm trắng điềm trong đêm tôi biết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình vai bóng kết thân đôi đầu xanh. Đón nhau khi bình minh gói tay nhau tàn canh. Nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh. Vào đời bằng tiếng hát trung thành nhớ công anh. Nghĩ gì là xa cành. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Tuổi thơ ấu còn đâu đưa. Mỗi người một hương xa xôi càng thêm nhớ. Nhớ thương thương không lường. Giờ còn bóng với trọn niềm ước mong. Biệt biệt còn bóng điếm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi không khi gió đông. Bao lần cùng em biết không, tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai mấy đi, hai người hai lối biết thương. Mưa hai mùa ngông, lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn im trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Các bạn vừa nghe Thanh Cao bài hát, có tên Hồi Tưởng trên sản phẩm Lo Khéo Ba Bát. Bán về cho ông anh ở Hậu Giang nha các bạn. Đây là Long Mỹ hay vậy? Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang. Đêm trắng đêm trong đêm tôi biết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình vai bóng kết thân đôi đầu xanh. Đón nhau khi bình minh gói tay nhau tàn canh. Nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh. Vào đời bằng tiếng hát trung thành nhớ không anh. Nghĩ gì ta xa cần. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Tuổi thơ ấu còn đâu đưa. Mỗi người một hương xa xôi càng thêm nhớ. Nhớ thương thương không lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong. Tiếc biệt một bóng điếm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi không thì gió đông về bao lần buồn em biết không. Dọn em ơi, tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời.
thì tới tấp luôn rồi. Ấu thơ đi về đâu, đêm mưa hai mùa ngâu, lòng mình thì buồn nếu ân tình mãi anh ơi. Mà đời là xuống nước vô tình vẫn im trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Lòng mình thì buồn nếu ân tình mãi anh ơi. Mà đời là xuống nước vô tình vẫn im trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Vỗ tay lên em ơi. Mời anh em ở Long Mỹ hát để chỉnh cái máy đi, chứ mỗi người hát mỗi khác, hát đại ca. Mưa
ban đầu ấy cứ xin màu giấy viết những chữ người em có đi chung một lối đi khi định đôi môi em một một câu đôi
lần vào thu là lần băng giá khơi giàu tắm tơ. Một lần vào thu là lần băng giá khơi giàu tắm tơ. Thời nghe không cần nhiều thật nhiều vì anh đã hứa.
tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời dậy thành lý, bên trời nào mà không dẫn thì xin em nhớ cho rằng em hình em chim ngựa Thank you.